Lắc đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức chương trình bếp đêm chiến sĩ để mang những suất ăn khuya đến tiếp sức và sẻ chia với những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19. Chương trình bếp đêm chiến sĩ bắt đầu được tổ chức từ ngày 30 tháng 8, mỗi ngày sẽ nấu khoảng 130 suất ăn đêm gửi đến các lực lượng trực chốt phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Các suất ăn khuya được chuẩn bị từ khoảng 19 giờ mỗi buổi tối và sau đó được các đoàn viên đưa đến tận tay cho các lực lượng đang tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc cũng như đoàn thanh niên của Công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp cùng với bếp ăn của Công an tỉnh cũng tổ chức cái phần việc bếp ăn chiến sĩ với cái thông điệp là ấm áp gửi đi trao đi cho cái tuyến đầu chống dịch. Các cái hoạt động thì cũng được đoàn viên thanh niên rất là ủng hộ, và qua đó thì chúng tôi cũng đã đang vận động kêu gọi các cái đơn vị hỗ trợ và triển khai duy trì các phần việc bếp ăn chiến sĩ trong thời gian tiếp theo. Thì cũng mong rằng là các đồng chí ở các cái tuyến đầu chống dịch thì cũng luôn luôn phấn khởi, đây là hoạt động tiếp sức cho các đồng chí trong cái hoạt động phòng chống Covid nói chung trong trên địa bàn tỉnh. Hàng ngày các đoàn viên tổ chức đi chợ sớm và lựa chọn nguyên liệu đầu vào đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên phải là người trực tiếp sơ chế biến thức ăn để các suất ăn đảm bảo giàu dinh dưỡng. Trên từng suất ăn sẽ có câu nhắn nhủ ngắn gọn "cố lên đồng chí nhé", gửi trao đến những người ngày đêm lặng lẽ trực tại các chốt cửa ngõ ra vào thành phố Buôn Ma Thuột để phòng chống dịch. Đến ngày hôm nay thì chúng tôi đã được đoàn thanh niên công an tỉnh đến tặng những suất ăn rồi ban đêm cho lại anh em để đảm bảo sức khỏe phòng chống dịch Covid. Cán bộ chiến sĩ thì chúng tôi ấm lòng, gọi là cái tình cảm của thứ nhất về đoàn viên, thứ hai về cái sự quan tâm chia sẻ của lại đoàn công an tỉnh, đoàn công an thành phố và lãnh đạo ban giám đốc công an tỉnh đã đến là động viên kịp thời của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời điểm này và thời gian tới thì chúng tôi sẽ cố gắng luôn giữ vững ý chí vững vàng vấn đề xử lý công tác phòng chống dịch, đảm bảo trên địa bàn ở cái chốt thứ bảy của xã Cây Búa sẽ luôn đảm bảo không phát sinh những cái trường hợp gọi là bất khả kháng vi phạm công tác phòng chống dịch. Ăn của tình nghỉ của anh em thanh niên bên công an là thay đổi món liên tục, đem xuống là thức ăn vẫn còn nóng ấm, nên là tôi cảm thấy chúng tôi là trực chốt trong đêm là thấy anh em thanh niên quan tâm tới sức khỏe của anh em chúng tôi ở tại chốt, nên tôi rất là cảm ơn anh em làm tốt cái nhiệm vụ mà phòng chống dịch Covid, trả lại cái sự bình yên như mọi ngày bình thường cho mọi người dân. Hy vọng những việc làm ý nghĩa này sẽ được các tổ chức, cá nhân, những nhà hảo tâm tiếp tục chung tay góp sức.